Quốc Khánh hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn là gì. Em xin lựa chọn gói 20-20-20 ạ. 3 câu 20 điểm đó là lựa chọn của Quốc Khánh và chúng tôi chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ là 20 điểm như sau. Tập tính đẻ trứng của chim tu hú có gì đặc biệt? Dạ, câu trả lời của em là chim tu hú đẻ vào ổ của con chim khác. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là chim tu hú đẻ trứng vào tổ của các loài chim khác và nhờ ấp hộ. Đáp án của Quốc Khánh chính xác. Xin chúc mừng bạn. Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ 2 dành cho Quốc Khánh. Bức tranh Phố Huyện trong truyện ngắn Hai đứa trẻ được nhà văn Thạch Lam miêu tả theo trình tự nào? Dạ, theo trình tự thời gian. Các bạn thí sinh còn lại không còn cơ hội nữa. Xin chúc mừng Quốc Khánh. Bạn đã có thêm cho mình 40 điểm với câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì Quốc Khánh đã có 340 điểm rồi và bạn sẽ còn một câu hỏi 20 điểm nữa. Chúc bạn thành công. Gia tốc của chất điểm đặc trưng cho điều gì? Dạ, câu trả lời của em là độ biến thiên, vận tốc của các điểm. Vâng, đáp án chính xác của chúng tôi là sự thay đổi của vận tốc hoặc tốc độ biến thiên của vận tốc. Xin chúc mừng bạn. Như vậy, Quốc Khánh đã có một phần thi về đích hoàn hảo. Và bây giờ xin mời bạn trở về vị trí. Người tiếp theo sẽ tham gia phần thi về đích, đó là bạn Quang Huy. Xin mời bạn. Điểm nhì cao nhất hiện tại đang là 170 điểm. Và các bạn hãy cân nhắc để đưa ra những lựa chọn sáng suốt cho mình. Em cảm ơn. Xin mời Quang Huy lựa chọn những câu hỏi. Em sẽ lựa chọn 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Các bạn thành công. Hai chiến thắng nào của quân dân Đại Việt trong kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 2 năm 1285 đã được Trần Quang Khải nhắc đến trong Tụng Giá Hoàn Kinh Sư? Dạ, đó là chiến thắng trên sông Bạch Đằng và chiến thắng trên sông Như Nguyệt. Chiến thắng trên sông Bạch Đằng và chiến thắng trên sông Như Nguyệt. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Một câu hỏi về lịch sử khá khó và không có bạn thí sinh nào đã đưa ra câu trả lời chính xác. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này đó chính là Hàm Tử và Trương Dương. Thêm một số thông tin về lịch sử cho các bạn thí sinh. Trương Dương là một bến sông nằm ở hữu ngạn sông Hồng, nơi diễn ra trận thủy chiến ác liệt vào tháng 6 năm 1285. Còn Hàm Tử là một địa danh thuộc tả ngạn sông Hồng, nơi diễn ra trận quyết chiến mở màn cuộc phản công của quân dân nhà Trần tháng 4 năm 1285. Đến đây thì Quang Huy đã nhớ ra nó xuất hiện trong những câu thơ nào chưa? Dạ, em không nhớ lắm. Đó là câu Đoạt Sáo Trương Dương Độ, Cầm Hồ Hàm Tử Quan, Thái Bình Tu Trí Lực, Vạn Cổ Thử Giang San. Bây giờ thì Quang Huy sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của mình. Bạn có muốn thử sức với ngôi sao hy vọng không? Em không ạ. Chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi there, I'm Brandon from Atlantic 5 Star English. And today I have an English question for you. In Sopchang, there is a special variety of rice. In 2019, this rice won the World's Best Rice Award after surpassing Thai and Cambodian rice in the World's Best Rice Contest. What is the name of this rice? Good luck. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Minh Thái. SG25.
Bạn đã nghe được thầy nói những gì? Dạ, thầy nói là có một loại gạo đặc biệt ở Sóc Trăng và nó còn hơn cả Campuchia và Thái Lan. Cho biết tên. 2019 thì loại gạo này đã giành được giải loại gạo ngon nhất thế giới sau khi vượt qua các loại gạo của Campuchia và Thái Lan. Và đó chính là ST25. Em cũng có nghe được câu hỏi nhưng mà em không biết cái loại gạo đó, em quên mất cái tên. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ vâng, em sẽ sử dụng ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng dành cho Quang Huy. Hy vọng rằng là ngôi sao này sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn. Bạn hãy thực hiện yêu cầu sau của chương trình. Sau đây sẽ là câu hỏi của bạn Quang Huy. Xin mời Vy. Các bạn hãy tưởng tượng hình tròn này là một chiếc bánh sinh nhật và những chấm tròn tượng trưng cho những ngọn nến cắm lên chiếc bánh sinh nhật này. Và yêu cầu của chúng tôi là các bạn chỉ dùng 3 nhát cắt, 3 đoạn thẳng để chia chiếc bánh này thành 7 phần, trong đó mỗi phần đều có một ngọn nến. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thời gian thực hành của Quang Huy bắt đầu. Khoảng 13 giây Huy ạ. Năm. Vâng, xin mời Quang Huy trở về vị trí. Như vậy là phương án của Quang Huy chưa đáp ứng được yêu cầu của đề bài rồi. Và bây giờ các bạn thí sinh còn lại, ai muốn thử sức ạ? Mời Minh Nhật. Rồi, Minh Nhật hãy tiến lên bảng. Minh Nhật sẽ có 40 giây để thực hiện bài này. 40 giây bắt đầu. Chúng ta vẫn còn 10 giây nhé. Chắc chắn. Vâng, chúng ta đã có thể nhìn thấy đáp án của Minh Nhật đưa ra đây rồi. Và Minh Nhật này, tôi thấy bạn đã kể xong được một lúc rồi. Và có lẽ là 20 giây cuối cùng chỉ để nghĩ xem miếng bánh nào về chia cho ai thôi, đúng không? Dạ vâng. Vâng, chúc mừng Minh Nhật là người trả lời chính xác cho câu hỏi này. Minh Nhật đã có thêm cho mình 30 điểm. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Quang Huy. Cảm ơn bạn, mời bạn về vị trí. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi của bạn Minh Nhật. Vâng, Minh Nhật, bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ vâng, em đã sẵn sàng ạ. Xin mời. Minh Nhật hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi thế nào. Em xin chọn 3 câu 20 điểm ạ. 3 câu 20 điểm. Chúc Minh Nhật thành công. Một người hỏi Pythagore về số học trò của ông. Ông nói, một nửa số học trò của tôi đang học toán, 1/4 đang học nhạc, 1/7 đang ngồi suy nghĩ, số còn lại là 3 người. Hỏi theo lời ông đáp thì ông có tất cả bao nhiêu học trò? Đáp án của em là 28. Bạn đã tính thế nào ạ? Dạ vâng, em giả sử tất cả các học sinh của Pythagore là 1 thì em lấy 1 trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 4 trừ 1 phần 7 thì ra 3 phần 28 là phần dư còn lại và 3 người là số còn lại, còn 28 là tổng số học trò của ông.
Đáp án của bạn chính xác. Xin chúc mừng Minh Nhật. Bây giờ Minh Nhật đã có 150 điểm rồi. Với câu hỏi tiếp theo thì bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ thôi ạ. Câu hỏi dành cho Minh Nhật như sau. Đường ranh giới phía trong lãnh hải và phía ngoài vùng nội thủy được gọi là gì? Thêm lục địa. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Minh Thái. Câu trả lời của em là đường biển ạ. Tuy nhiên đường biển cũng không phải là đáp án chính xác. Chúng tôi đang muốn nhắc tới một căn cứ để xác định phạm vi, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. Chúng ta đang nói về đường cơ sở của vùng biển Việt Nam. Đáp án chính xác phải là đường cơ sở ạ. Bây giờ thì Minh Nhật sẽ đến với câu hỏi có giá trị 20 điểm cuối cùng. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ, có ạ. Chúc bạn thành công. Sắp xếp các chất sau theo tính dẫn điện từ cao xuống thấp: bạc, nhôm, vàng, đồng. Bạc, nhôm, đồng, vàng. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu từ Quang Huy. Đáp án của em là bạc, nhôm, vàng và đồng. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là bạc, đồng, vàng, nhôm. Rất tiếc là không bạn thí sinh nào giành điểm trong câu hỏi vừa rồi. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của Minh Nhật rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Người cuối cùng sẽ tham gia phần thi về đích đó là bạn Minh Thái. Xin mời bạn. Bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Dạ, em xin chọn câu 20 ở giữa hai câu 20 ạ. Như vậy là bạn sẽ chọn một câu 20 ở trước, hai câu 20 còn lại. Dạ vâng ạ, và một câu 20 sau hai câu 20. À, thế lại sẽ là một câu 20 ở cuối cùng. Dạ. À, đúng rồi, thế là ba câu 20 điểm. Tinh thần thoải mái thế này là được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên luôn nhé. Xích đạo của trái đất có độ dài khoảng 40.000 km. Dựa vào số liệu trên, hãy tính bán kính của trái đất bằng bao nhiêu km? Dạ, 8.640. Xin mời các bạn thí sinh còn lại ạ. Xin mời Quốc Khánh. Câu trả lời của em là 6.369,42. Khánh đã tính như thế nào ạ? Dạ, em lấy bán kính trái đất là 40.000, em chia cho số pi là ra đường kính là 2 lần pi, là 2 lần bán kính, thì em ra số đó em chia 2 thì em ra số 6.000, số hồi nãy em vừa trả lời. Đáp án đó là một đáp án đúng, tuy nhiên chưa đủ với yêu cầu của câu hỏi khi mà chúng ta phải làm tròn đến hàng chục. Thành ra câu trả lời chính xác phải là 6.370, Khánh ạ. Rất tiếc là với câu hỏi này thì chưa bạn thí sinh nào giành được điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo của Minh Thái. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em có. Ngôi sao hy vọng dành cho Minh Thái. Hãy dành cho bạn một tràng vỗ tay đi ạ. Minh Thái cố lên. Câu hỏi của bạn như sau. Giải đua xe đạp Tour de France năm 2022 chỉ diễn ra trong lòng quốc gia nào? Dạ, Pháp ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Ơi, Quốc Khánh. Dạ, câu trả lời của em là Bỉ ạ. Vâng, đáp án của chúng tôi là không có, bởi vì giải này diễn ra ở nhiều nước ạ. Một câu hỏi mà yêu cầu các bạn thí sinh phải nắm kiến thức rất là chắc đấy ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng dành cho Minh Thái. Chúc bạn sẽ thật thành công với câu hỏi này.
Điền những cụm từ gạo mới, bếp lửa, tâm tình, khoai sắn vào những chỗ trống thích hợp trong đoạn thơ sau. Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhóm, ấp ưu nồng đượm. Nhóm niềm yêu thương, ngọt bùi, nhóm nồi sôi, sẻ chung vui, nhóm dậy cả những. Tuổi nhỏ, trích bài thơ Bếp lửa của tác giả Bằng Việt. Dạ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhóm bếp lửa ấp ưu nồng đượm, nhóm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, nhóm nồi sôi gạo mới sẻ chung vui, nhóm cả những tâm tình tuổi nhỏ. Thái nhảy cũng ngầu mà đọc thơ cũng hay cơ. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn Minh Thái và bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Như vậy các thí sinh của chúng ta đã về đến vạch đích rồi và hãy cùng xem họ sở hữu bao nhiêu điểm. Bạn Trần Quang Huy đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, thành phố Hồ Chí Minh với 90 điểm. Bạn Lê Nguyễn Minh Nhật đến từ trường phổ thông Duy Tân, Phú Yên giành được số điểm 130. Bạn Đặng Quốc Khánh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Gia Lai với 340 điểm, một con số vô cùng ấn tượng. Và bạn Nguyễn Minh Thái đến từ trường Trung học phổ thông FPT Hà Nội giành được số điểm 120. Tỷ số nam nữ của chúng ta rất đều. Mình giặt xẻ thì tôn xưa lên từ lên luôn. Đúng nghĩa là mầm non tương lai của đất nước luôn. Linh tự hào về em. Các bạn hãy tìm ra một ẩn số gồm có trả lời của em là. Cả bốn bạn thí sinh đều đưa ra cùng một đáp án vô cùng quả quyết và tự tin. Em suy nghĩ kỹ rồi ạ. 20. Có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng. Em không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng. Câu trả lời của em là ngày thứ. Câu 20 điểm ạ. Sẽ một lần nữa tạm vươn lên dẫn đầu. Chúc mừng Thành Đạt. Bạn sẽ lại vươn lên dẫn đầu. Xin chúc mừng Minh Châu. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa cho bốn chàng trai của chúng ta. Mời các bạn bước lên bục vinh quang của đường lên đỉnh Olympia. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, ông Bùi Văn Dũng. Và xin kính mời ông Bùi Văn Dũng sẽ lên sân khấu trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Giải nhất tuần ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Xin cảm ơn ông Bùi Văn Dũng.